Minh Đường tử vi rất vui khi gặp lại quý bác anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp ngày hôm nay đầu xuân năm mới thay mặt cho những người làm chương trình Minh Đường tử vi xin được gửi lời chào lời chúc tới quý bác anh chị đón xuân giáp thìn một năm đội mới như cánh diều gió tới bay cao xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng tết an khang thịnh vượng an nhìn gia đình vạn sự bình yên giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ba bài tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, đúng tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ đã qua đi, nay được đền đáp vàng xuân chối nó vận trình được quý nhân trợ lực người thân giúp sức việc gì cũng trôi chảy thuận lợi có thể làm nên sự nghiệp hịn hách đón nhận nhiều vận may bất ngờ tài lộc thăng hoa đổi đời như ý chấn động cuộc đời tuổi bính thìn sinh năm 1976 đúng tháng 1 âm lịch năm giáp thìn 2024 được thần tài hậu ái ban cho lộc lớn vận số cực may cực đỏ làm đâu chúng đó, may túi ba gang mang đi đựng tiền, giàu nhất vùng thiên hạ. Quý vị thân mến, xã hội đổi thay, trăm hình vạn kiểu, khó khăn cũng là điều khó tránh đối với mỗi người. Có lẽ các quý vị ở đây, hẳn ai cũng đã từng trải qua những ngày cuộc sống tối tăm như mực. Tất cả dường như quay lưng với chính mình, mọi thứ đều dối như tơ vò, chẳng theo ý mà bản thân mong muốn, bế tắc trong suy nghĩ, lạc lối trong hành vi. Và chẳng biết về đâu, bám víu vào điều gì, đó là khi chúng ta cảm thấy mình rất khổ, cùng một hoàn cảnh giống nhau mà người vui ít khổ nhiều, ngược lại người khổ nhiều vui ít. Từ ngàn đời xưa cho đến nay, con người luôn tìm cách tác động vào thế giới thay đổi hoàn cảnh, nhưng chưa ai hoàn toàn hạnh phúc, hoàn toàn mãn nguyện, hoàn toàn ưng ý hài lòng trên cuộc đời này và trong số đó tiền bạc vật chất là một yếu tố vô cùng quan trọng không thể nào không nhắc đến. Đúng là tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể mua được sự an toàn cho bạn và những người thân yêu của bạn. Nói đến đây chợt phát hiện ra lời tiên tri mới nhất của giới tử vi học và được sự đồng tình của giới chiêm tinh huyền học cho biết bước sang tháng 1 âm lịch có con giáp tuổi bính thìn sinh năm 1976 nhờ làm việc cần mẫn chăm chỉ khó khăn cũng không nản lòng mà cuối cùng đã được thần tài đoái thương cho lộc vàng ban cho những cơ hội lớn đổi đời giàu sang đặc biệt trong tháng đầu tiên của năm mới giáp thìn này sẽ là thời điểm may mắn chạy nước rút quan trọng nhất để con giáp cực may cực đỏ này thu gom bổng lộc nhân gian tạo được bước tiến đáng mong đợi nhất từng có trong sự nghiệp chỉ một tay cũng xoay chuyển càn khôn giàu có bất thình lình hỉ sự vô biên tiêu tiền thoải mái không phải nghĩ còn nếu không biết mà để thời cơ trôi qua mất thì con giáp này sẽ hối hận vô cùng bởi đây là thời khắc trăm năm có một và để giúp quý vị nắm chắc vận may trong thời khắc hoàng kim trong tháng một âm này hãy cùng kênh minh đường tử vi theo dõi video với luận giải chi tiết ngay sau đây quý vị thân mến suy cho cùng số phận của một người nằm trong tay của chính mình không ai là ngoại lệ tất cả là do bạn quyết định liệu bạn có một cuộc sống tốt đẹp hay không nếu bạn không bao giờ phàn nàn về nguồn gốc số phận của mình đối mặt với mọi thử thách với một thái độ lạc quan và tích cực có ý chí mạnh mẽ làm việc một cách âm thầm không sớm thì muộn một ngày nào đó bạn sẽ sống cuộc sống mà bạn muốn trở thành con người bạn muốn tuổi trung điên là danh giới phân chia của cuộc đời tốt hay xấu của tuổi già phụ thuộc vào sự lựa chọn của giai đoạn này nếu bạn chọn đúng cuộc đời còn lại của bạn sẽ suôn sẻ nếu bạn chọn sai bạn có thể sẽ gặp khó khăn tuổi trung niên vứt bỏ ba thứ này càng sớm càng thêm phúc khí chỉ bằng học cách buông bỏ đúng lúc và khiến bản thân thư thái bạn mới có thể hạnh phúc vứt bỏ những ham muốn sư thừa để tập trung vào bản thân mọi người đều có ham muốn một số người sẽ biến ham muốn thành động cơ hướng lên và không ngừng kiềm chế bản thân trong khi những người khác sẽ bị ham muốn nuốt chửng và đánh mất bản thân hoàn toàn chỉ bằng cách vứt bỏ những mong muốn không thực tế và bám chắc vào thực tế, chúng ta mới có thể tập trung hơn vào bản thân và tăng khả năng thành công lên rất nhiều. Cuộc đời không có con đường tắt nào cả, những con đường tắt tạm thời có thể khiến bạn tự mãn và mang lại cho bạn nhiều tiện lợi, nhưng về lâu dài, càng dễ thì càng tốn kém, vứt bỏ những xô bồ ngoài xã hội, nhiều người bị ám ảnh bởi việc quản lý các mối quan hệ xã hội và cảm thấy rằng nếu họ quen biết nhiều con đường phía trước càng tốt. Trên thực tế bạn đã hiểu sai bản chất của các cuộc giao tiếp đó là sự trao đổi tương đương chỉ khi bạn đủ tốt có giá trị và nhân hậu thì người khác mới nghĩ rằng bạn cần kết bạn còn không thì chỉ là lãng phí thời gian cho dù là vì thể diện họ sẽ tiếp xúc với bạn sẽ ngồi ăn tối với bạn nhưng trong thâm tâm họ có thể không thoải mái với điều đó những người ở độ tuổi trung niên nên thấy rõ điều này càng sớm càng tốt nắm bắt cơ hội và nắm bắt thời gian để hoàn thiện bản thân đây mới là cách tiếp cận thực sự thông minh và có tầm nhìn xa các mối quan hệ dù thân thiết hay hời hợt đến đâu cũng có lúc không thể giúp đỡ bạn trong tình huống nguy cấp thay vì ký thác kỳ vọng vào người khác bỏ thời gian để không ngừng tham gia tiệc xã giao hãy đầu tư phát triển khả năng của chính mình khi bạn có một khả năng và giá trị nhất định bạn không cần phải bận tâm đến việc kết bạn với người khác những người khác sẽ tự nhiên đến kết bạn với bạn lúc đó bạn có tiếp xúc với người nào đó hay không là tùy thuộc vào bạn bạn phải nhớ rằng bất cứ lúc nào dựa vào sự hấp dẫn sẽ hữu ích hơn nhiều so với việc làm hài lòng người khác Vứt bỏ trái tim mềm yếu, khiếm khuyết lớn nhất của một người là trái tim quá mềm yếu, nhiều người nói đây là vì lòng tốt, nhưng bạn phải biết rằng lòng tốt này rất có thể sẽ hủy hoại phần đời còn lại của bạn, quá mềm yếu không phải là điều tốt, khi gặp phải những yêu cầu vô lý từ người khác thì nên từ chối một cách dứt khoát, thay vì thiếu quyết đoán để rồi lại đưa ra quyết định sai lầm. Con người đến tuổi trung niên, đừng mềm lòng theo ý mình, đôi khi lời hứa của bạn có thể gây ra nhiều rắc rối cho chính bạn, muốn sống tốt trên cuộc đời này thì phải học cách từ bỏ một số thứ không cần thiết, vứt bỏ mọi gánh nặng cản trở bước tiến của mình, gói nhẹ lại an vui tuổi già. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Trời sinh những người tuổi Thìn là người chính trực, cương nghị, luôn đứng về phía lẽ phải, tuy nhiên đôi lúc họ có chút bất mãn với thời cuộc, không hài lòng với những bất công trong xã hội, người này không có duyên bạn bè, bạn ít, mà hầu hết đều là những người chỉ chung vui, chứ không cùng chịu khổ. Tính cách người tuổi Thìn hoạt bát sôi nổi, nhưng trái lại cũng không kém phần nhạy cảm và tinh tế, chính trực vô tư, nghiêm khắc với bản thân, đòi hỏi cao với bạn bè, công tư phân minh, không vì lợi lộc mà bán rẻ lương tâm, họ không khéo trong chuyện xã giao, cũng không biết làm màu nịnh bợ. Người này luôn ôm trong mình hào khí ngất trời, lý tưởng cao xa, tài năng hơn người và vận khí trời sinh, khiến họ dễ dàng giành được thành công trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa chỉ cần cố gắng và giữ nghị lực thì thành công không nằm ngoài tầm tay họ bề ngoài có vẻ chững chạc trưởng thành nhưng nội tâm họ vẫn giữ nét ngây thơ trong sáng của trẻ thơ bản tính vui vẻ lạc quan cũng rất thích hài hước có thể nói đây là người mang tổng thể phức tạp với nhiều mâu thuẫn đối lập vừa tài hoa lại vừa ngây ngô vừa chăm chỉ lại vừa hay than thở vừa vui vẻ lại buồn ngay được xong nói chung thì họ là người có thể tin cậy được người tuổi thìn quan điểm tình yêu khá tiêu cực Họ ngại ngùng không dám mở lời với người mình thích, vì thế mà thường hay để lỡ mất thời cơ bày tỏ, tuy không đến mức phải hối hận cả đời, nhưng họ vẫn hay nuối tiếc những người từng đi ngang qua cuộc đời mình, có cơ hội trở thành tình nhân, nhưng cuối cùng chỉ có thể mỉm cười làm bạn. Nam giới rất mạnh mẽ, cũng vô cùng hấp dẫn, thường lọt vào mắt xanh của những cô gái trẻ trung hoạt bát, song họ hiếm khi dao động trước người khác giới, khi đã có người trong mộng mà luôn trung thành với hình bóng trong trái tim mình, tính cách người tuổi thìn vừa sôi nổi nhiệt tình lại vừa nhạy cảm dễ xúc động họ là người trọng tình cảm tính tình cương trực nên hay giúp đỡ mọi người với bạn bè họ là người đáng tin cậy có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn họ sống vô tư song cũng yêu cầu rất nghiêm khắc đối với bản thân mình cũng như những người xung quanh bản chất họ là người lương thiện trong sáng ngây thơ là người tài hoa thông minh họ rất có khả năng phát triển về các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa họ ôm mộng gây dựng nghiệp lớn song không vì thế mà tự huyễn hoặc bản thân Thái độ đối nhân xử thế luôn rất khiêm nhường, tuy không được khéo léo nhưng rất chân thành. Riêng với người mình yêu, họ rất thoải mái không đòi hỏi gì nhiều, lại rất quan tâm săn sóc chu đáo, khiến đối phương càng thêm cảm động và tin yêu. Nam giới là người mạnh mẽ có sức hấp dẫn vô cùng lớn khiến bao cô gái say mê, nhất là những cô nàng vui vẻ hoạt bát. Nữ giới tuổi thìn tuy đào hoa, nhưng không được vượng như nam giới, tình yêu của họ thường đi lên từ tình bạn đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Bính Thìn 1976 tháng 1 âm lịch. Theo luận giải tử vi 12 con giáp, nhận định thời điểm bước sang tháng 1 năm 2024 âm lịch là lúc để con giáp tuổi Bính Thìn thực hiện những dự định mới để thỏa ước nguyện của mình. Tháng mới có tả phù che chở nên mọi sự khó khăn đều được giúp đỡ, công việc của bản mệnh lúc này khá tốt. Mọi việc diễn ra theo kế hoạch ban đầu mà bạn đã đề ra, không có khó khăn gì là bạn không thể giải quyết, miễn là bạn dành đủ thời gian tập trung. Tình hình tài lộc của bản mệnh có nhiều dấu hiệu tốt, đáng mong đợi, không còn phải lo lắng hay nghĩ ngợi quá nhiều về vấn đề tiền nong, chuyện tình cảm của bản mệnh thuận buồm xuôi gió. Đào Hoa vượng nhưng bạn cũng nên cân nhắc việc lựa chọn là cần thiết nếu bạn không muốn có những sai sót về sau khiến mình cảm thấy hối hận. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi khoa học 12 con giáp có chỉ ra rằng Vận trình công việc của con giáp tuổi Bính Thìn trong tháng 1 âm lịch, tháng khởi đầu năm mới 2024 này khá ổn. Tuy ngày làm việc không nhiều, nhưng bạn khá tận tâm và gặt hái được kha khá thành quả. Bạn luôn biết cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi để đảm bảo hiệu quả công việc cao nhất có thể. Ngoài ra, bạn được đồng nghiệp và cấp trên quý mến và họ luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn khi cần, nhờ đó mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc này bạn nên cân nhắc đánh giá lại chiến lược phát triển sự nghiệp của bản thân, hãy nhìn lại những gì bạn đã đạt được và cả những gì bạn đã bỏ ra, để có cái nhìn khách quan nhất, liệu bạn có đang đi quá nhanh mà bỏ lỡ những chi tiết cơ bản nhất? Nếu bạn biết rút kinh nghiệm và để ý tới chi tiết hơn những điều mà bạn tưởng như không quan trọng, thì kết quả sắp tới sẽ hứa hẹn khởi sắc rõ rệt đấy. Trong thời gian sắp tới, bạn có xu hướng tránh tham gia nhiều quá hoạt động tụ tập vui chơi, bạn sẽ dành thời gian ở một mình nhiều hơn để phát triển bản thân. Xét phương diện tài lộc tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 1 âm lịch. Cùng với công việc thuận lợi thì tình hình tài chính của người tuổi Bính Thìn trong tháng này cũng rất đáng mong đợi. Lúc này bạn đã nhận được chút thành quả cho những cố gắng của mình trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cũng có phần thâm hụt tài chính trong tháng Tết này vì bạn phải chi một khoản cho việc mừng tuổi, nhưng tất cả đã nằm trong dự tính nên bạn không hề cảm thấy khó khăn hay rắc rối gì liên quan tới việc này. May mắn là bạn lên kế hoạch tiết kiệm từ trước, nên lúc này con giáp tuổi bính thìn đã dành dụng được một số tiền chuẩn bị cho những dự định lớn lao hơn. So với những người khác thì tình hình tài chính của bạn đã khởi sắc hơn trước rất nhiều, thậm chí có người mua được nhà, xe. Trong thời gian này, tuy có thể là vay ngân hàng hoặc được người thân hỗ trợ, nhưng nó thực sự là thành quả đáng nể của bạn. Xét phương diện tình cảm, gia đạo tuổi bính thìn, sinh năm 1976, tháng 1 âm lịch. Những con giáp tuổi Bính Thìn có sức hút đặc biệt trong thời gian này, nhất là những ai đang độc thân. Nếu biết phát huy tối đa năng lượng tích cực, mình đang có cùng thái độ tốt, vui vẻ với mọi người thì cơ hội tìm được người phù hợp lúc này rất cao. Thời điểm này, có thể nói vận đào hoa của con giáp này đang nở rộ, không khó để bạn có thể kiếm được cho mình một ai đó, nhưng cũng chớ vì sợ cô đơn mà nhanh chóng trao mình cho sai đối tượng. Các cặp vợ chồng sẽ trải qua những thời khắc đáng nhớ cùng nhau. Từng năm qua đi bạn càng quý giá tình cảm hai người đang cùng vun đắp, dựng xây trong suốt thời gian qua, lúc này bạn cũng nên tận dụng thời điểm đầu năm mới khi mọi người mở lòng mình ra hơn thì nên tìm cách để mở rộng mối quan hệ, kết giao với bạn bè mới, điều này sẽ giúp ích cho những dự định tương lai của bạn. Xét phương diện sức khỏe tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 1 âm lịch. Tình hình sức khỏe của bản mệnh tháng này không nên chủ quan chỉ cần không chú ý chút thôi là có thể lăn ra ốm vì thời tiết thay đổi thất thường và sức đề kháng của bạn không tốt tuy nhiên chỉ cần bạn chú ý một chút là tình hình cũng đã khác đi rồi mặc dù bạn sinh ra không được khỏe mạnh thậm chí yếu ớt nhưng nếu bạn chăm sóc tốt bản thân bạn vẫn có thể sống khỏe mạnh theo năm tháng nếu trong năm qua bạn quá bận rộn không dành đủ thời gian chăm sóc bản thân thì trong ngày đầu năm mới hãy bắt đầu bằng những kế hoạch mới và đừng quên thực hiện chúng từng chút một nhé Lưu ý là không nên say sưa rượu bia quá nhiều đâu đấy nhé. Việc này không chỉ gây hại cho sức khỏe bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác khi bạn lưu thông trên đường trong tình trạng say xỉn. Tiếp theo sau đây là tử vi chi tiết từng tuần tháng một âm lịch của người tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xem tử vi tuần 1, tháng 1 âm lịch. Theo luận giải tử vi mới nhất của 12 con giáp, thì trong tuần đầu tiên tháng 1 âm này, người tuổi Bính Thìn được Bách Việt đào hoa chiếu mệnh nên đường tình duyên cũng phần nào thuận lợi hơn bản mệnh được tình yêu sưởi ấm trái tim mình con giáp này có khả năng đạt được những bước tiến mới trong mối quan hệ tình cảm đường tài lộc đang tiến triển khá thuận lợi cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều đạt được những mốc đáng ghi nhận và chúc mừng tài lộc ào ào đổ về nhà thiên tài cho thấy nhiều cơ hội kiếm tiền đang mở ra trước mắt con giáp này tuổi bính thìn nên nắm bắt cơ hội và có những kế hoạch để sử dụng tiền bạc mình có một cách hiệu quả nhất đừng tiêu xài lãng phí Đừng để kiếp tài dẫn dắt bạn đi đến sai lầm, ảo tưởng về núi tiền mình đang có sẽ chẳng bao giờ hết, cuối cùng thu chẳng đủ bù chi, và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Công việc trong tuần của tuổi Bính Thìn không được thuận lợi cho lắm, vẫn có khả năng để bạn thể hiện năng lực của mình, nhưng thiên quan kéo theo chuyện thị phi đồn đoán, khiến cho bản mệnh khó có thể tập trung vào công việc, đồng thời cũng bị ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và đánh mất lợi thế mình đang có. Hãy cứ mỉm cười khi gặp khó khăn, bởi nụ cười có sức mạnh toàn năng vừa là liều thuốc hữu hiệu, vừa là con dao sắc bén. Quý nhân, ý, dậu, tiểu nhân, tỵ, thân, màu sắc may mắn, đen, trắng, con số phát tài 09, 66, 33. Xem tử vi tuần 2, tháng 1 âm lịch. Trong tuần 2 này, người tuổi bính thìn được các khí vây quanh, may mắn ngập tràn, vận xui tan biến, đường tình duyên rộng mở đào hoa phơi phới tạo điều kiện cho những chú rồng còn độc thân sớm tìm được người cùng chung đôi chung hướng, bước tiếp trên chặng đường đời. Có thiên đức cát tinh chiếu mệnh, con giáp này dễ bề đạt được những bước tiến mới trong sự nghiệp của mình, công việc suôn sẻ và thuận lợi hơn. Mệnh chủ dùng chính tài năng của mình để chinh phục những khó khăn trở ngại trước mắt và giành được sự tin tưởng và trọng dụng của cấp trên. Trên con đường đó, vẫn có những kẻ tiểu nhân đang bày mưu hãm hại tuổi bính thìn, thiên quan cảnh báo bản mệnh cần thận trọng với chuyện thị phi trốn công sở chỉ một lời nói vô tình của bản mệnh cũng có thể bị bóp méo, tạo ra những trận cuồng phong và cuốn bay những công sức trước đó của bản mệnh. Đầu tuần không phải là thời điểm tốt để cầu tài, người tuổi Bính Thìn nên chú ý điều này, hạn chế việc đầu tư quá nhiều tiền bạc vào cùng một chỗ mà không có sự cân nhắc kỹ càng. Thiên tài xuất hiện vào cuối tuần là dấu hiệu cho thấy tiền bạc đang sinh sôi nảy nở, thân tài đã trở lại trợ mệnh cho con giáp này. Quý nhân, thân, hợi, tiểu nhân, ngọ, mùi, màu sắc may mắn tím, xanh. Con số phát tài 11, 35, 69. Xem tử vi tuần 3, tháng 1 âm lịch. Theo tử vi tuần mới của hai con giáp, người tuổi bính thìn sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong tuần. Thiên vu các tinh chủ về thăng quan tiến chức đang ở bên con giáp này và tạo ra những cơ hội để bản mệnh phát huy năng lực cá nhân, giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công việc. Thuận bề thăng tiến vẫn có những điều mà người tuổi bính thìn cần để tâm trong công việc tuần 3 này. Mệnh chủ nên tập trung nhiều hơn cho công việc, giảm bớt những thú vui giải trí, cũng chớ nên vui miệng mà buôn chuyện với mọi người, dễ tạo ra những trở ngại cho bản mệnh khi tìm kiếm sự đồng thuận từ phía đồng nghiệp. Đường tài lộc có phần thăng trầm bất định, đầu tuần có thực thần đứng bóng nên mọi sự đều vô cùng thuận lợi, nhất là với những người làm ăn kinh doanh, song từ giữa tuần cát khí dần giảm sút, mệnh chủ nên hạn chế việc đầu tư tiền bạc khi chưa có đủ lực, chưa tìm hiểu kỹ càng thông tin. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển gì mới mẻ, người có đôi vẫn duy trì sự quan tâm và chăm sóc cho nhau, dành thêm thời gian cuối tuần để hai người có thêm nhiều kỷ niệm. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với người khác phái, nhưng duyên lành chưa tới, có thể vẫn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Quý nhân, dần, thìn, tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn: cam, trắng. Con số phát tài: 78, 45, 68. Xem tử vi tuần 4 tháng 1 âm lịch. Xem tử vi có thể thấy tuần này người tuổi bính thìn có nhiều khởi sắc trong công việc, sức khỏe cũng tốt nên hăng hái hơn rất nhiều. Cát nhiều hơn hung, dù có gặp phải khó khăn gì thì bạn cũng không không quá chán nản vì đã được tiếp sức từ những việc may mắn xung quanh rồi. Bản mệnh nhận được cơ hội tốt để kiếm tiền trong tuần này khi mà thiên tài xuất hiện nên tận dụng khoảng thời gian này để ký kết hợp đồng, thương thảo hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực mà mình yêu thích, chạy quảng cáo, tung sản phẩm mới, tung kế hoạch mới, chắc chắn sẽ nhận được phản hồi tích cực. Nhưng thái tuế là mối nguy cho sự nghiệp khi mà những bước đi của bạn luôn gặp trở ngại từ bên trong, bạn chưa thực sự hòa hợp với môi trường mình đang làm việc. Này sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình hợp tác, có lẽ có người đang muốn đẩy bạn đi, phải hết sức lưu ý và thận trọng trong từng hành động. Tình cảm của người tuổi Bính Thìn như có, như không, yêu nhau cũng không rõ ràng, hết yêu rồi cũng không chia tay thẳng thắn bạn đang kéo dài tình trạng cân bằng để tìm cho mình giải pháp thích hợp, nhưng vẫn cần khuyên bạn một điều, đêm dài lắm mộng, có những việc không thể quá dây dưa. Quý nhân, dậu, ý, tiểu nhân, mùi, thân, màu sắc may mắn, hồng, đen, con số phát tài, 16, 46, 27. Thưa quý anh chị tuổi Bính Thìn 1976 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi, và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí. May mắn cho gia chủ đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi bính thìn nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi bính thìn, đồng thời ngũ hành thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi bính thì nên tránh mời những người đang có tăng đến sông nhà, nếu gia chủ có tăng thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1 để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi bính thìn trong năm giáp thìn 2024 là Bính thân 1956, tốt, Mậu tí 1948, khá, Mậu thân 1968, khá, Kỷ dậu 1969, khá, Đinh dậu 1957, khá, Canh tí 1960, khá, Giáp tí 1984, khá, Nhâm tí 1972, khá, Tân dậu 1981, khá, Nhâm thân 1992, khá

Quý Mão 1963, xấu. Quý Sửu 1973, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ tí, từ khi giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới về việc chọn ngày giờ sông đất. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ tí lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, Thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm, nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng một Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại An, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam. Nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỉ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc, vậy hãy cùng tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gà, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tầm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài, ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỉ, bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì các lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả xanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày Đại An được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đảo mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, át hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài, ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Vâng thưa quý vị, ai chẳng từng mệt mỏi khi cuộc sống gặp khó khăn, nhưng quan trọng là cách chúng ta vượt qua chúng như thế nào. Mỗi lần như thế sẽ hình thành nên nhân cách con người trọn vẹn nhất của chúng ta, sau đây xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện bằng cách nào con sâu qua sông. Trong giờ sinh học, thầy giáo đặt câu hỏi với cả lớp, các em có biết loài sâu qua sông bằng cách nào không? Một cậu học sinh vô cùng lanh lợi ngay lập tức giơ tay và tự tin đưa ra câu trả lời, "Thưa thầy, con sâu đi qua cầu để sang sông ạ." Thầy giáo nghe câu trả lời cùng giọng nói hồn nhiên của trò, vừa cười vừa lắc đầu, "Không có cầu bắc qua sông." Con sâu nằm trên chiếc lá để qua sông ạ. À. Cậu học trò lại nhanh nhỏ đáp. Thầy giáo đáp. Chiếc lá bị nước cuốn trôi đi rồi. Thế thì con sâu bị một con chim nuốt vào trong bụng bay qua sông. Như vậy thì con sâu đã chết rồi. Và việc qua sông cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đến lúc này trong lớp không ai còn câu trả lời nào nữa. Những cô bé cậu bé ngồi im lặng chờ đợi câu trả lời từ thầy giáo. Các em biết không? Con sâu nếu muốn qua sông thì chỉ có một cách. Đó là biến thành bươm bướm nhưng từ sâu thành bướm là một quá trình vô cùng gian nan, là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của nó. Nó ở trong cái kén tù túng, chật trội, ban ngày cũng như ban đêm, không ăn không uống, nỗi khổ này phải trải qua trong một thời gian rất dài. Vạn vật trên trời đất phàm là con người hay hoa lá, cỏ cây muốn sống trên đời thì át hẳn đều phải trải qua những ngày tháng vất vả vươn lên để sinh trưởng và phát triển. Chúng ta cũng như những chú sâu vậy, nếu muốn qua sông cần đủ thời gian hội tụ, và đủ nghị lực vượt qua khó khăn mà không bao giờ bỏ cuộc thì một ngày mới hóa thành bướm, để sang được sông. Khi nằm trong cái kén, chú sâu đã không ngừng thử thách, biến đổi chính mình để sau đó tự mình thoát được cái kén, hóa thành bướm, và khi đó không chỉ bay được qua sông mà nó còn được thỏa sức bay lượn khắp mọi nơi, tới bất cứ đâu mà nó muốn. Cuộc sống gặp khó khăn hay thuận lợi, luôn song hành tồn tại, giống như một bản nhạc có những nốt cao thánh thót và những nốt trầm sâu lắng, vậy nên Thiếu đi bất kể nốt nhạc nào cũng khiến bản nhạc trở nên không hoàn hảo, nếu sinh ra mọi thứ đã có sẵn, cuộc sống luôn đầy đủ thì đâu còn động lực để chúng ta lớn lên, trưởng thành hóa thành bướm. Vì thế, có nhiều người dù sinh ra đã ngậm thìa bạc, nhưng họ vẫn tạo ra những thử thách cho chính mình và họ xem đó là cơ hội để khai phá bản thân. Thay vì than thân trách phận vì cuộc đời không như ý, khi gặp phải một vấn đề khó khăn, rắc rối, hãy xem đó là bài học, kinh nghiệm, cơ hội khám phá chính mình bạn sẽ cảm thấy mọi việc nhẹ nhàng hơn. Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn. Điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực rèn luyện bản thân ngày càng vững vàng, trưởng thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó, đối mặt với khó khăn chớ nên dối trí, cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi, cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn. Với một tâm thế sẵn sàng, luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình, át hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi, và thực tế là hết khó khăn này sẽ đến khó khăn khác. Hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời này. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.